Đến với Hà Nội, du khách có thể đến với các di tích lịch sử tiêu biểu của thủ đô như Hoàng thành Thăng Long, đền Ngọc Sơn, Hồ Hoàn Kiếm, chùa Một Cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám, những biểu tượng lịch sử của Thăng Long, Hà Nội ngàn năm văn hiến. Du khách có thể hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống trong những con phố cổ giữa lòng thủ đô, hoặc xa hơn, du khách có thể đến với những di tích lịch sử, cách mạng và các danh lam thắng cảnh của Ba Đình, Sơn Tây, Mỹ Đức, Đông Anh, Sóc Sơn và đặc biệt là huyện Mê Linh. Từ trung tâm thành phố ngược lên phía bắc, ta sẽ đến Mê Linh, một vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của hai vị nữ anh hùng Hai Bà Trưng. Đến với Mê Linh, du khách sẽ được đắm mình vào những giá trị văn hóa, lịch sử quý giá và những di tích danh thắng nổi tiếng nơi đây. Quê hương anh cảnh đẹp nên thơ, ô ơ mẹ hát thắm tình. Huyện Mê Linh là một vùng đất cổ của Thăng Long, Hà Nội, nằm ở phía bắc cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km. Có đường Bắc Thăng Long nội tại, một đường quê mẹ cùng anh, có đường một quê bên nối đường Võ Văn Kiệt với tỉnh Phú Quốc và các tỉnh vùng tây bắc, giúp tạo thành các tuyến du lịch kết nối các chuỗi giá trị để tạo thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn. Hát trao duyên anh hát nghĩa tình, với vị trí địa lý thuận lợi và có nguồn lực về nguồn lực để phát triển, huyện Mê Linh được xác định là vùng kinh tế trọng điểm với các khu công nghiệp dịch vụ, đô thị trọng tâm như khu công nghiệp Quang Minh, khu đô thị Long Việt, trung tâm thương mại Mê Linh Plaza. Cùng với phát triển công nghiệp, huyện Mê Linh cũng quan tâm đầu tư phát triển du lịch nhằm từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 06 của Thành ủy Hà Nội đã đề ra. Trong đó, du lịch văn hóa tâm linh là một sản phẩm của du lịch Mê Linh. Đô kỳ đóng cõi Mê Linh, lĩnh nam riêng một triều đình nước ta, ba thu gánh bác Sơn Hà, một là báo phục, hai là báo thương. Những câu ca đó là lời khẳng định, là niềm tự hào, kiêu hãnh về kinh đô của nước ta tại Mê Linh những năm 40-42 đầu cập nguyên, đồng thời phản ánh vị thế, tầm vóc của khởi nghĩa Hai Bà Trưng được khởi nguồn từ chính mảnh đất Mê Linh này. Đến với Mê Linh là đến với quê hương Hai Bà Trưng, một vùng quê huyền thoại của kinh đô xưa, mang đậm nét truyền thống lịch sử văn hóa. Trong các nơi thờ cúng Hai Bà Trưng thì khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt đền thờ Hai Bà Trưng ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, được xây dựng trên vùng đất thiêng đắc địa ngay chính nơi Hai Bà sinh ra, lớn lên, tế cờ khởi nghĩa và thắng lợi, xưng vương định đô ngay từ những năm đầu công nguyên. Đền ngự trên khu đất cao rộng thoáng giữa cánh đồng đẹp nhìn ra lê sông Hồng. Đền Hai Bà Trưng biểu tượng cho lòng yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí chiến đấu kiên cường của người dân Việt Nam nói chung và Mê Linh nói riêng. Đền thờ Hai Bà Trưng ngày càng khẳng định được vị thế là nơi du lịch, hàng năm thu hút hàng triệu du khách khắp nơi đến dân hương tham quan, giao lưu học tập. Dòng nước trong xanh, ta xây nhà trên cát. Em hát trao duyên, anh hát nghĩa tình. Về Mê Linh, mời em về. Phố huyện cùng anh, phố vườn rộng xanh, luôn hành mẹ xưa. Đều ghi dấu chiến công hiển hách của Hai Bà Trưng, cùng các tuyến và các tướng lĩnh của Hai Bà. Ngoài di tích lịch sử quốc gia đặc biệt như đường Hai Bà Trưng, thì trên địa bàn huyện Mê Linh còn có 25 di tích thờ các tướng lĩnh và những người có công trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Qua đền thờ Sơn Hồng là đền thờ canh xưa đầu mẹ đỡ, bà đã cùng cha chiêu mộ binh sĩ ở vùng Tây Nguyên. Ngay sau khi chân chắc và chân nghị dựng cờ khởi nghĩa ở Mê Linh, hồ đề đã cùng hai nhà chiến binh từ hiệp hội Tây Nguyên tiến về Mê Linh hội quân cùng Hai Bà Trưng chống giặc năm tháng xâm lược. Nữ
tướng Hồ Đề được chức phong là Đề Nương Công Chúa, lãnh chức phó nguyên soái, đứng sau Trưng Trắc, ngang hàng với Trưng Nhị. Hiện bà được thờ tại đền Hồ Đề, thôn Đông Cao, xã Trắng Việt. Tiếp đến là đền thờ Ả Lự Minh Vương, cũng thuộc xã Tráng Việt. Ả Lự Minh Vương là con gái ông Hùng Hiên, hậu duệ của vua Hùng, người là cô của hai bà Trưng, cùng em trai là Bạch Trạch Quận Công, giúp Trưng Nữ Vương đánh đuổi quân xâm lược nhà Hán, dựng nền độc lập cho nước ta từ những năm 40 sau Công Nguyên. Là một vị tướng khai quốc đại công thần, được sử sách lưu truyền đến ngày nay. Đình Bạch Chữ thờ Nhị Tỷ Tiên Tinh là công chúa Mị Nương thời vua Hùng và Cống Sâm thời hai bà Trưng, thuộc hai thời kỳ dựng nước và giữ nước, gắn với lịch sử dân tộc và văn hóa tâm linh của người Việt. Đình thuộc thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, hiện tại gồm ba tòa: Tiên Tế, Đại Đình, Hậu Cung và Thay Ống Muốn. Ban đầu đình có dạng chữ nhất với tòa Đại Đình ở giữa. Về sau người ta mới dựng tiếp tòa Tiên Tế và tiếp sau là Hậu Cung. Cả ba tòa được nối với nhau bởi hai ống đẹp để tạo nên hình thái mái theo kiểu chữ vuông nền chữ tam. Nội dung thờ tự phong phú, kiến trúc nghệ thuật chạm khắc tiêu biểu đã khẳng định đây là một trong những ngôi đình cổ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong hệ thống di tích của huyện Mê Linh. Quê mẹ cùng anh về bên làng chú con đò đưa khách, dòng nước trong xanh ta xây nhà. Đình Phú Mỹ ở xã Tự Lập thờ Nhị Tỷ tướng quân của hai bà Trưng là vợ chồng Hùng Bảo và Trần Nguyên. Năm 1992, Đình Phú Mỹ đã được nhà nước xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Kiến trúc đình bao gồm An Đình, Cổng Chủ, Sân, Tòa Đại Đình. Hai bên Tòa Đại Đình có hai tòa Tả Vương, Hữu Vương. Tòa Đại Đình có bốn cột chữ đinh, kết cấu các vì theo kiểu thức trồng dừa, giá chiên. Các hệ thống vì được liên kết với nhau bởi các xà thượng, xà trung, xà hạ. Các cột được tạo tác theo kiểu thượng thu, hạ thách, gồm 48 cột, đều có hoàng kê bằng đá. Ngoài những di tích lịch sử gắn liền với cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Mê Linh còn có nhiều di tích đình, đền, chùa được xếp hạng di tích cấp quốc gia như Đình Cả, chùa Diên Phúc thuộc xã Văn Khê, đình và chùa Chi Đông thuộc thị trấn Chi Đông, đình Bồng Mạc, chùa Yên Mạc, xã Liên Mạc, đền Thiên Cổ, chùa Bảo Lâm, xã Tiến Thịnh. Đồng thời Mê Linh còn có các di tích cách mạng. Đó là nhà bia lưu niệm hộp thư bí mật của đồng chí anh Trường Chinh tại di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng. Nơi đây có cây đụa già thân rộng là hộp thư bí mật của đồng chí Trường Chinh, tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam những năm 1943-1945, là nhà in tiến bộ ở xã Tráng Việt, nơi nuôi dấu nhiều đồng chí cán bộ cách mạng tiền bối, trong đó có đồng chí Trường Chinh. Đồng thời cũng là nơi đã in 1.000 cuốn tài liệu và chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Đó là bia chiến thắng Mai Khê, nơi ghi tạc chiến công oanh liệt của tiểu đoàn 185, trung đoàn cận vệ 246. Với tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, mưu trí sáng tạo, trong trận đánh bốt Mai Khê năm 1953, quân ta đã tiêu diệt, bắt sống hoàn toàn quân địch và san phẳng đường Mai Khê, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Dòng nước trong xanh ta xây nhà trên cát, em hát trao duyên anh hát nghĩa tình. Đến với Mê Linh, du khách còn đến với di tích gắn với danh thắng, đó là đồi 79 mùa xuân. Đồi 79 mùa xuân thuộc xã Thanh Lâm là điểm sinh hoạt truyền thống tưởng nhớ Bác Hồ của nhân dân Mê Linh và là nơi dừng chân của không ít du khách gần xa để tỏ lòng tôn kính với lãnh tụ kính yêu
Sở dĩ khu du lịch này có tên gọi đồi 79 mùa xuân là vì trên đỉnh của đồi có cả bức tượng Bác Hồ được làm bằng đồng, do người dân huyện Mê Linh trung sức xây dựng để tưởng nhớ công lao Bác Hồ khi Bác mất. Và từ trên đồi lên đỉnh đồi phía Bắc, bạn phải bước 79 bậc tượng trưng cho 79 mùa xuân của Bác. Với các yếu tố địa hình rừng cây, sông, hồ, quỹ đất rộng, cảnh quan thiên nhiên đẹp, diện tích mặt nước chiếm 20% với 8 hồ nước tự nhiên và nhánh sông Cà Lồ dài gần 1 km, gắn liền với các địa danh lịch sử, xung quanh là các đô thị mới. Đồi 79 mùa xuân còn có khu vui chơi giải trí công cộng có diện tích 18,6 hectare, bao gồm hai quả đồi thông tự nhiên và trồng mới hàng nghìn cây bồ đề. Đồi 79 mùa xuân, đồi núi đồi, vị trí tiếp giáp với quốc lộ 23 là hai hồ nước rộng, có hoa sen, hoa súng thả trên mặt hồ, những hàng liễu xanh rủ bóng xuống mặt hồ. Pho tượng đồng Bác Hồ trên đồi 79 mùa xuân được đúc lên từ lòng kính yêu vô hạn đối với vị cha già của dân tộc, đã, đang và sẽ mãi là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Mê Linh vươn lên phát triển xứng tầm một vùng kinh tế trọng điểm của thủ đô. Có thể nói, vùng đất Mê Linh hội tụ đầy đủ những giá trị về lịch sử, văn hóa. Vì vậy, nơi đây sẽ mãi xứng đáng là kinh đô xưa, một vùng đất địa linh nhân kiệt. Mê Linh đang vẫy gọi du khách mọi miền đất nước và du khách quốc tế. Trong chặng đường phát triển mới, cùng với phát triển kinh tế, du lịch Mê Linh sẽ tiếp tục phát triển tương xứng với tiềm năng du lịch của khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng và các di tích lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện. Mê Linh đang chung sức cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng thủ đô văn minh hiện đại, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến của Thăng Long Hà Nội, trái tim của cả nước.